Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn căn hộ mẫu studio tại dự án Vinhome Ocean Park. Căn hộ này có diện tích tim tường là 30,9m² và thông thủy là 28m². Thì đây chính là bản thiết kế căn hộ. Bên ngoài chúng ta sẽ có không gian bếp và nhà vệ sinh, tiếp theo là phòng khách và phòng ngủ. Căn hộ này chúng ta có một lô gia. Đấy, khi nhận bàn giao nhà chúng ta sẽ có hệ thống camera ở ngoài căn hộ để khi mà ai bấm chuông mình sẽ biết được hiển thị trong màn hình ở trong căn hộ là ai đang bấm chuông căn hộ nhà mình. Và bây giờ chúng ta cùng nhau khám phá vào trong nhé. Đây chính là cái cửa chính căn hộ khi mà chúng ta nhận bàn giao. Thì tại cửa chính mình sẽ có hệ thống khóa điện tử, hai chức năng là mật khẩu và chìa khóa cơ. Đây là màn hình camera để kết nối xuống tầng 1 để mình có thể mở cửa cho những khách hàng đến tầng 1 của mình. Đấy, cũng như là mình biết được ai đang bấm chuông nhà mình luôn. Tiếp theo thì chúng ta có không gian phòng bếp ở ngay phía bên cạnh luôn. Đây chính là không gian phòng bếp của căn hộ studio. Và bên cạnh sẽ là gì ạ? Không gian nhà vệ sinh. Đây, nhà vệ sinh này. Thiết bị vệ sinh chúng ta được nhận bàn giao chính là Toto và American Standard. Bây giờ chúng ta đang có mặt ở không gian phòng khách. Khách với kế bên cạnh phòng ngủ luôn, tại vì căn hộ này diện tích nó vừa phải. Chúng ta vẫn có được cửa sổ rất là rộng để ánh sáng tự nhiên. Và phóng ra tầm view rất là thoáng. Đây chính là phòng ngủ. Bộ ghế sofa nhỏ nhỏ xinh xinh rất là hợp lý với những người mà giữ cặp vợ chồng trẻ chưa sinh con, hoặc là căn hộ đầu tư cho thuê rất là tốt. Đây là tủ quần áo, giường ngủ. Chúng ta có một lô gia để giặt quần áo và phơi đồ ở đây luôn. Mình cùng nhau tham quan một vòng căn hộ nhé.